Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Các bạn đã bước vào ngày thứ bảy rồi, cuối tuần. Nhưng mà thường muốn dành một thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin thú vị ngày hôm nay. Và bây giờ là khoảng 6 giờ tối giờ Cali. Thì uh, các bạn đã biết là chúng ta nhận được thông tin gì hồi sáng nay rồi. Hồi sáng nay ta nhận được cái thông tin liên quan đến chỉ số thất nghiệp mới nhất của Hoa Kỳ. Và nhưng mà nào mà theo dõi uh, trên những mạng xã hội hay là theo dõi tình hình của thị trường cũng đã biết là cái diễn biến ra sao rồi nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy trả trở về đi thường có chia sẻ với các bạn một cái bài đăng trên những mạng xã hội đó khoảng chừng là gần 1 giờ khuya ở Cali đó là còn khoảng 5 tiếng nữa là chúng ta sẽ có tài liệu việc làm và thất nghiệp mới nhất của Hoa Kỳ và kỳ vọng đó là tăng 275.000 việc làm trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp dao động ở mức là khoảng 3,7% phần trăm và kế đó, đó thì tôi chia sẻ với các bạn nếu như mà chỉ số tốt hơn nhiều so với kỳ vọng thì chắc là báo nhộm bên thượng hải à, chúng ta muốn thấy chỉ số việc làm thấp hơn kỳ vọng một ít nhưng đừng quá thấp vì quá thấp cũng rất là nguy hiểm thì à, các bạn đã biết là cuối cùng kết quả ra sao? Kết quả đó thì à, lúc mà có thông tin này là khoảng à, 5 giờ rưỡi sáng à, giờ Cali Thường cũng đã cố gắng thức để mà chia sẻ với các bạn thông tin Thì nhiều bạn có thể nói là wow thường thức sớm quá để mà chia sẻ thông tin với cộng đồng Không phải đó các bạn à, Nhiều bạn có thể biết là thường nhiều của em bé mới cho nên làm việc có chuyện thường ngủ Chứ <laughs> ngủ là một cái xa xỉ hiện tại à, Nhưng mà chúng ta trả lời vấn đề đi Thì à, kết quả ra sao? Kết quả thì cái số lượng việc làm phi nông nghiệp đó ở Hoa Kỳ tăng 263.000 tháng 9 thì thứ nhất điều này đó là thấp hơn ước tính là 275.000 à, của Dow Jones nhưng điều quan trọng hơn đó là chỉ số thất nghiệp là 3,5% các bạn thấp hơn ước tính là 3,7% và như thường đã chia sẻ với các bạn cách đó vài tiếng đồng hồ đó nếu như mà chỉ số tốt hơn nhiều so với kỳ vọng thì chắc là máu nhầm bên thượng hải và kết quả ra sao các bạn đã biết là kết quả là máu nhầm bến thượng hải hồi sáng này sau khi mà có thông tin thì chúng ta nhìn thấy được là tất cả các thị trường đều là một màu đỏ rất là đỏ luôn. Chúng ta nhìn thấy được là lúc thường chụp cái hình này đó là còn khoảng chừng nửa tiếng nữa là kết thúc cái phiên giao dịch chứng khoán tại Hoa Kỳ à, ngày hôm nay thì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones xuống 762 điểm ở lúc này. S&P 500 xuống 3%, Nasdaq xuống 4% luôn Vàng đó thì xuống 1,1% Bây giờ đang níu kéo có mức là 1.751 đô à, Chúng ta nhìn thấy được là bạc cũng xuống, Bitcoin cũng xuống, Ethereum cũng xuống luôn Chúng ta được là toàn một màu đỏ ngày hôm nay sau khi có thông tin đó Thì như đã chia sẻ với các bạn đó Cái thông tin là tuy là cái số lượng việc làm tăng thấp hơn là kỳ vọng nhưng mà ngược lại đó phần trăm thất nghiệp vẫn rất là thấp thậm chí không tăng mà còn đi xuống nữa mặc dù chúng ta tiếp tục nghe nói tới công ty này sa thải công ty kia sa thải à, công ty ngân mướn người công ty kia ngân mướn người thì tại sao lại như vậy thì dựa theo cái tài liệu chi tiết đó khi mà thuận đọc à, những cái bài viết chi tiết hơn thì chúng ta có thể thấy được là tuy theo ngành à, những ngành mà bị ảnh hưởng lớn à, liên quan đến cái việc tăng lãi suất giống như chúng ta nói tới là cho vay bất động sản hay là ngành bất động sản những ngành mà ảnh hưởng trực tiếp ngành tài chính thì bị ảnh hưởng và đó là những nơi mà sa thải nhân viên. Cho nên chúng ta thường nghe nói tới những nơi mà sa thải nhân viên đó là những ngân hàng, những công ty cho vay bất động sản, vân vân. Nhưng mà ngược lại, chúng ta lại thấy là những nơi khác, giống như chúng ta thấy là bây giờ người ta đã đi du lịch nhiều hơn, người ta ở khách sạn, người ta mua vé máy bay, vân vân. Thì những nơi đó lại có mướn thêm người cộng với là những nơi như là chăm sóc sức khỏe và những cái dịch vụ chuyên môn khác thì vẫn đang với người hiện tại nói chung thì cái số lượng sa thải đó là có nhưng mà cái số lượng ngành mà mướn người đó cũng có luôn và dẫn đến là chúng ta vẫn có thêm công an việc làm à, trong cái tháng 9 này và thực ra con số tăng trưởng đó những bài nào mà theo cái kênh này thường xuyên cũng đã biết đây không phải là một cái gì đó làm chúng ta quá bất ngờ đâu chúng ta vừa mới nói tới cái tài liệu liên quan tới công ty biên chế ADP đầu tuần này khi mà họ ra cái thông báo liên quan đến là dựa theo những dữ liệu cá nhân của họ đó thì những dữ liệu đó cho thấy được là thị trường việc làm vẫn đang tốt tại Hoa Kỳ cho nên cái xu hướng đó là cái xu hướng tăng trưởng trong tháng này chúng ta vẫn sẽ có thêm công việc làm cho nên cái việc là có thêm đó là việc không có nhiều người bất ngờ đâu chỉ có là cái số lượng việc làm đó tuy là có ít hơn là ước tính nhưng mà ngược lại cái số lượng phần trăm thất nghiệp lại giảm xuống thì tại vì sao vậy để thường chia sẻ với các bạn. Và điều này đó là tốt hay là xấu thường con chia sẻ với bạn một lát nữa. Tại vì các bạn thấy được đó là tùy theo các bạn nhìn vào cái tin tức ngày hôm nay đó thì tùy theo các bạn nghĩ như thế nào. Để thường cho các bạn thấy được là dựa theo phản ứng của thị trường đó, thị trường nghĩ sao về thông tin này? À, thị trường đó thì nghĩ khá là tiêu cực các bạn thấy được là thị trường nghĩ là bây giờ Tình hình thất nghiệp đó không những là không tăng lên mà còn giảm xuống nữa thì đương nhiên à, đây là dấu hiệu là Fed sẽ lại tiếp tục tăng mạnh tay hơn. Và thậm chí à, điều này là một dẫn chứng cho thấy được là những gì mà Fed làm đó vẫn thật sự chưa có ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cho nên việc này đó là một việc xấu, tin tốt thành tin xấu. Các bạn thấy được là trong một cái tình hình bình thường đó thì đây là thông tin rất là tốt chúng ta thấy được là thất nghiệp giảm xuống là một điều rất tốt cho nền kinh tế của một quốc gia nhưng mà ngược lại đối với thị trường tài chính bây giờ thì tin tốt thành tin xấu nhưng mà đó là một cách suy nghĩ tại vì người ta sợ là tin tốt này sẽ dẫn đến là Fed sẽ càng mạnh tay hơn tăng lãi suất nhưng mà ngược lại có một cách suy nghĩ khác mà tôi nghĩ là có thể là nhiều người đã quá phản ứng mạnh về cái thông tin này để chia sẻ thêm để các bạn hiểu là chỉ số thất nghiệp đó là một cách tính như thế nào thì ở Hoa Kỳ đó Bộ Lao động tính chỉ số này bằng cách là lấy cái số người thất nghiệp thất nghiệp ở đây đó là cái số người có thể làm việc và đang đi tìm kiếm việc chứ còn các bạn là người về hưu hay là các bạn là em bé hay là các bạn là một người mà đang ở nhà để mà chăm con hay là đang ở nhà để mà lo gia đình mà không có đi làm thì đó không có tính là người thất nghiệp đó chỉ là cái người lựa chọn không đi làm khác với lại người thất nghiệp người thất nghiệp là người mà có thể làm việc và đang tìm kiếm việc đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó là họ lấy con số đó chia cho số người trong lực lượng lao động có nghĩa là người có việc làm và người đang tìm việc làm nhưng cho 100 thì cái mà chúng ta thấy ở đây đó là chỉ số thất nghiệp giảm xuống 3.5 từ 3.7 tháng trước trong khi mà cái số lượng vàng như thường chia sẻ với các bạn đó thì lại giảm xuống và cái con số 263.000 này đó thật sự là không chỉ ít hơn được ước tính mà còn ít hơn rất nhiều so với con số tháng 8. Con số tháng 8 là tới 315.000 việc làm mới lận cho nên con số này đã giảm rất là nhiều rồi. Có nghĩa là chúng ta thấy được là ít người thất nghiệp hơn và các công ty đó tuyển dụng ít hơn dựa theo cái tài liệu ngày hôm nay. Và như là thường đã đề cập trước đây đó các chỉ số phải đi từ dương tới cân bằng rồi qua âm đây là dấu hiệu tiến về cái hướng cân bằng à, đúng là cũng vậy có thể là nhiều bạn muốn thấy chúng ta đi từ À, bên trái bên phải đi từ dưới lên trên hay là từ trên xuống dưới nhưng mà thật ra mọi thứ đều sẽ đi theo từng bước một chúng ta thấy được là bất cứ cái gì cũng như vậy chúng ta cần phải thấy được cái sự cân bằng trước rồi chúng ta mới chuyển hướng bây giờ đó chúng ta à, đã bắt đầu nhìn thấy cái sự cân bằng đó từ từ xuất hiện rồi tại vì trong vòng bao nhiêu tháng qua đó chúng ta nhận được cùng một thông điệp là tuy là có nhiều công ty sa thải nhân viên như công ty là họ không tiếp tục mướn người nữa nhưng mà ngược lại vẫn có những ngành họ đang rất cần à, những người tới làm việc cho họ cho nên chúng ta thấy được là những những thông điệp đều giống nhau đó chính là cái số lượng công ty tuyển dụng nhiều hơn là cái số lượng người đi kiếm việc làm chúng ta bây giờ đang tiến về cái hướng cân bằng tại vì chúng ta sẽ được là nếu như mà chúng ta có một số những ngành những công ty sa thải nhân viên hay là không mướn người nữa đó thì những người đó sẽ từ từ lắp những việc làm đang có hiện tại và chúng ta muốn thấy được là cái số lượng việc làm có đó ngày càng giảm xuống và nhìn vào góc cạnh nào đó chúng ta thấy được là đây là cái biểu đồ được chia sẻ ở trên CNBC đến từ bộ lao động của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là đây là tính theo mỗi tháng từ tháng 1 tới bây giờ và mỗi thanh này là đại diện cho là mỗi tháng có thêm bao nhiêu người À, có thêm việc làm chúng ta nhìn thấy được là cái xu hướng chung đó là cái xu hướng đi xuống thì nhìn một góc cạnh nào đó đó đây cũng là cái dấu hiệu là những gì phát làm thật sự cũng đã có một cái à, sự ảnh hưởng đến thị trường lao động rồi chỉ là chưa có nhanh như là mọi người nghĩ mà thôi tại vì chúng ta hay được là cứ tiếp tục như vậy đó thì càng ngày chúng ta sẽ càng thấy được là đi tiến về cái hướng là cái số lượng công ty mướn người với cái số lượng người đi tìm việc làm nó sẽ đi vào cái hướng cân bằng với nhau rồi chúng ta mới bắt đầu thấy là ngược lại là chúng ta đều là cái số lượng người đi kiếm việc làm nhiều hơn là cái số lượng việc làm dẫn đến chúng ta sẽ có cái tình hình là thất nghiệp có cái sự tăng trưởng bây giờ chúng ta chỉ mới đi về cái xu hướng là cân bằng mà thôi cho nên nhìn vào góc cạnh đó đó thật ra thường cảm thấy là có thể các thị trường đã phản ứng quá mức đối với cái thông tin này đối với thuận đây vẫn là một cái xu hướng mà chúng ta muốn thấy Không nhanh như là mọi người hy vọng Nhưng mà vẫn là cái xu hướng chúng ta muốn thấy Thông tin nói với thường nó cũng không có tệ như là nhiều người nghĩ đâu Nhưng mà dựa thành phần của thị trường thì các trader nghĩ thông tin này là cực kỳ tệ Tại vì phần lớn các trader họ nhìn rất là ngắn hạn Và các bạn cũng biết là rất nhiều những cái trader bây giờ đó là những con bot Những cái máy mà họ lập trình sẵn Chỉ cần là có thông tin thôi là những cái máy lập trình đó là sẽ trade dựa theo những cái lập trình có sẵn cho nên có thông tin xấu thôi là họ sẽ vẫn ngay lập tức chứ không có dùng thời gian để mà phân tích hay là không có ngẫm nghĩ lại đâu cho nên chúng ta mới thấy cái sự phản ứng mạnh của các thị trường như vậy và cùng một xu hướng tại vì có rất nhiều những cái máy trader cùng nhau có những cái lập trình tương tự chúng ta mới thấy hiện tượng là xanh thì xanh hết rất nhanh đỏ thì đỏ hết rất nhanh tại vì họ là những cái con robot mà dụng lập trình mà thôi và phần lớn các trader thì như thường đã chia sẻ với các bạn nghĩ ngắn hạn hơn Họ nghĩ tới tháng 11 là Fed họp sẽ có những cái quyết định như thế nào và tháng 12 những cái quyết định như thế nào Nhưng mà họ không có nghĩ đến xa hơn Tại vì những nhà đầu tư dài hạn nên thì họ mới nghĩ đến xa hơn Và nhất là những người mà trung bình giá dài hạn thì những thông tin này cũng không có sự ảnh hưởng nhiều đâu Thật ra các bạn đã biết rồi cho dù là hôm nay chúng ta có một cái thông tin xấu đi nữa là tin hình thất nghiệp đang tăng lên thì cũng không có nghĩa là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất cho các bạn các bạn đã thấy được là hầu như là Fed đã quyết tâm tăng lãi suất rồi tăng lãi suất tháng 11 và tháng 12 cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra Fed cũng không lùi bước đó là những gì mà Fed đã chia sẻ trước đây cho nên hôm nay thực sự có tin tức như thế nào đó tôi nghĩ là Fed cũng sẽ có quyết định là tăng lãi suất mà thôi đó là cái suy nghĩ của thuận liên quan tới cái tài liệu thất nghiệp ngày hôm nay các bạn có cảm gì các bạn hãy comment ở bên dưới. Thì đó là cái lúc thường chụp lại khoảng chừng là 30 phút trước khi mà kết thúc cái phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay. Kết thúc hôm nay thì ra sao thì các bạn kết thúc hôm nay đó thì đỡ hơn một chút nhưng mà vẫn rất là đỏ. Chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số đều xuống rất là nhiều. Chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq. Còn về vàng thì sao? Vàng thì cũng tương tự các bạn thấy được là đang nắm níu cái mức là 1701 đô cho một ounce vàng hiện tại. À, còn crypto thì sao crypto thì cũng đi xuống theo luôn Các bạn thì được là bitcoin mức là 19.573 họ phu nhẹ một chút à, Còn nhầm thì mức là 1.332 Chỉ có một cái mảng là tăng chữ hôm nay Các bạn có đoán được là mảng nào hay không Đó chính là dầu Ngược lại thì dầu lại tăng 5.37% tăng lên tới mức là 93 đô cho một thùng dầu. Coi như bây giờ xu hướng giá của dầu đã đi về xu hướng mà OPEC Plus muốn. Thế thì đã chia sẻ khá nhiều về cái cuộc chiến giá xăng dầu ngày hôm qua giữa à, chính quyền của Tổng thống Joe Biden và cái nhóm OPEC Plus. Ở bên của chính quyền Tổng thống Joe Biden thì muốn là giá dầu tiếp tục giảm nhưng mà cái nhóm OPEC Plus á, thì họ lại muốn cái giá dầu tiếp tục tăng và đi trở lại cái hướng là 100 đô cho một thùng dầu. thường đã chia sẻ với các bạn chi tiết hơn trong video ngày hôm qua rồi. Chúng ta chuyển qua nói riêng về thị trường crypto đi thì về giá cả đó thì Bitcoin xuống tới cái mức là 19.327 trước khi mà có sự phục uh, trở lại nhẹ ở mức là 19.574. Nói chung thì giá cũng đã xuống uh, khá là nhiều các bạn thấy được là cách đây không lâu đó cách đây uh, chỉ khoảng chừng là một ngày thì giá của BTC đã tới đó, khoảng chừng là 20.400 đô đã xuống 1.000 đô uh, sau khi mà chúng ta có cái uh, thông tin liên quan đến uh, chỉ số thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Còn tổng số vốn hóa thị trường crypto thì sao? Thì uh, hôm nay các bạn thấy được là cái số mới nhất đó, zoom và các bạn thấy rõ hơn đó chính là giảm 1,2%. Tổng số vốn hóa là 986 tỷ hiện tại và phần lớn các đồng thì uh, cũng như là BTC đi xuống. Thực ra hôm nay cũng không phải là ngày mà đỏ quá nhưng mà cũng đã đi xuống tương tự như là BTC 2%, 3% chúng ta còn hai thông tin nữa liên quan đến tình hình tài chính nói chung thì muốn chia sẻ với các bạn sau đó chúng ta sẽ nói về những thông tin liên quan đến crypto thì uh, đầu tiên hết uh, là thông tin đến từ nước Đức thì uh, thủ tướng của nước Đức uh, thu nhiều rồi đã đưa ra một cái quyết định là sẽ có một cái gói hỗ trợ là đáng giá là khoảng chừng 200 tỷ euro nghĩa là 198 tỷ đô la đó thì uh, tại sao lại có cái gói hỗ trợ này trong khi mà tình hiện bây giờ đó không phải là sẽ chiết cho nguồn tiền hay sao thì thật ra cái gói hỗ trợ này đó là để uh, đẩy lùi làm tác phần Tại vì gói hỗ trợ này đó nhằm để cho giảm cái giá gas và giảm thuế cho gas và những cái năng lượng khác để đẩy lùi cái phần trăm lạm phát. Tại vì lạm phát của châu Âu bây giờ đang rất là cao. Nhiều bạn cũng đang nghe thường chia sẻ về vấn đề này rồi và nhất là liên quan đến cái khung hoảng giá năng lượng của châu Âu nên đang rất là nghiêm trọng. Và cái gói hỗ trợ này đó thì được dùng để mà đẩy lùi cái giá năng lượng. Và ngân hàng CD đó thì đưa ra ước tính là cái đề xuất này có thể giảm phần trăm lạm phát khoảng chừng là 2% nhưng mà nó không phải là không có nguy hiểm tại vì cái số lượng tiền là 200 tỷ euro này sẽ từ đâu mà có thì uh, đương nhiên là cái số tiền này đó có thể là phải được vay mượn và các bạn đã nhớ là tình hình của ngân mương nước Anh ấy, khi mà thủ tướng mới của nước Anh là Liz Truss đưa ra quyết định là muốn uh, cắt giảm thuế uh, thực hành cái uh, chiến lược trickle down economic chiến lược tài chính kinh tế nhỏ giọt à, thì à, đã dẫn đến là cái à, tình hình của đồng bảng anh rơi rất là mạnh à, đương nhiên tại vì nhiều người lo lắng là cái số tiền đó phải được đắp vào bởi vay mượn tiền từ nơi khác thì có thể có sự tương tự xảy ra ở nước đức hay là không khi mà trong thời buổi này đó cần phải đi vay mượn một số tiền để có thể là cắt giảm thuế cho năng lượng cùng với lại hỗ trợ phí năng lượng và phí ga cho người dân thì dựa theo ước tính của cd đó thì cũng không hẳn đâu tại vì nước đức không phải là nước anh cái à, số lượng nợ của họ so với lại cái tổng sản lượng quốc nội GDP đó thì họ nợ rất là thấp, cho nên họ có thể hoàn toàn mượn thêm nợ mà không có dẫn đến tình trạng như là ở nước Anh. Nhưng mà nếu như mà cái đề xuất này được thực hành và thực sự là có kết quả đẩy lùi được phần trăm lạm phát đó thì có thể dẫn đến những cái nước khác trong Châu Âu đó cũng có nhu định tương tự và những nước khác đó thì không phải là nước Đức có thể là cái số lượng nợ của họ đang mượn đã quá nhiều rồi khi mà họ mượn thêm nữa đó thì có thể là dẫn đến tình hình bất ổn tương tự như là tình hình ở nước Anh. Chúng ta chỉ có thể chờ để xem coi tình hình kế tiếp như thế nào. Nhưng mà đây là thông tin được uh, chia sẻ từ nước Đức. Và chúng ta thấy được là càng tìm hiểu thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô đây các bạn sẽ càng thấy được là thật sự không có một câu trả lời nào cho vấn đề để làm phát hết. Và thực sự đó, những cái vì chúng ta đang đối đầu hiện bây giờ đó là dẫn đến từ những cái thử nghiệm tiền tệ những thử nghiệm chính sách kinh tế tất cả đều chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi các bạn nhiều người thì nói là crypto đó chỉ là một cuộc thử nghiệm tiền tệ mà thôi à, và đó chỉ là một cái trò chơi nhưng mà các bạn nhìn xa hơn nhìn rộng hơn nữa. chúng ta nhìn thấy được là tiền pháp định chúng ta nhìn thấy được là cái cách mà nền kinh tế vận hành chúng ta nhìn thấy được là cái cách à, tiền được in ra tiền được thu hồi chúng ta nhìn vào cái cách à, mà những cái sàn chứng khoán hoạt động ở trong thị trường tài chính thì chúng ta nhìn thấy được là tất cả thật sự chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi và những cuộc thử nghiệm này đã có thể dẫn đến kết quả tốt có nghĩa là một thời gian dài kinh tế tốt phát triển hay là ngược lại sẽ dẫn đến tình hình lạm phát tăng cao như là hiện tại và khi mà đối đầu với những cái sự kiện đó thì mỗi người đều sẽ có một cái chính sách một cái suy nghĩ một cái giả thuyết một cái lập luận riêng để mà quản lý phần trăm lạm phát các bạn thấy được là mới đầu thì các ngân hàng đều đồng lòng là tăng lãi suất nhưng mà chưa gì hết bắt đầu là gặp áp lực đến từ người dân gặp áp lực đến từ chính trị gặp nhiều áp lực khác nhau thì họ lại sẽ chuyển hướng và có nhiều cái động thái khác nhau các bạn thấy được bây giờ đây chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy được là mọi người thực sự là không có động lòng như là chúng ta biết và ở hoa kỳ đó thì vẫn là một cái xu hướng đó tiếp tục bán trái phiếu tiếp tục tăng lãi suất nhưng mà ở châu âu thì lại có chiến lược khác các bạn đi được nước anh thì có chiến lược khác chúng nên nhìn thấy được là ở trung quốc thậm chí là ngược lại chúng có bây giờ đó thì lại đang uh, giảm phần trăm lãi suất để mà cứu thế nền kinh tế trở lại mỗi nơi đều mỗi khác tất cả đều chỉ là một cái cuộc thử nghiệm mà thôi và chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan đến Credit Suisse thì đối đầu với lại những cái tin đồn là Credit Suisse có thể là bị phá sản thì họ đã làm gì thì uh, tài liệu mới nhất đó là Credit Suisse họ sẽ trích ra tổng cộng là khoảng 3 tỷ đô la và số tiền này đó họ trích ra làm gì họ nói là bây giờ đó tại vì có nhiều tin đồn nhiều người lo ngại cho nên cái uh, trái phiếu của Credit Suisse đang ở mức giá rẻ và họ muốn dùng số tiền này để mà thu mua lại cái số nợ đó. À, và điều này đó sẽ có một tác dụng đó chính là khi mà họ thu mua lại rồi, họ không nợ số nợ nữa, nữa thì sẽ giảm đi cái chi phí mà họ phải trả tiền lãi. À, và đây là một cái động thái để mà giúp giảm chi tiêu hàng tháng tại vì nếu không họ phải tiếp tục trả cái lãi cho cái số nợ đó. Và thường cũng mới biết là Chriswitch có một cái khách sạn nổi tiếng tên là Savoy và họ cũng sẽ bán cái khách sạn này thì nhiều người cho là đây là một trong những động thái là họ đang gấp rút muốn trả hết cái số nợ nhiều nhất có thể và họ đang huy động một số vốn thì chúng ta cũng đã biết là bây giờ vẫn chưa rõ tên thật hư của Credit Suisse như thế nào phải đợi đến ngày 27 tháng 10 mà thực sự biết được thật hư ra sao hiện bây giờ thì đã có một số động thái là họ huy động vốn và cách bán đi một số tài sản trong đó có cái khách sạn Savoy và Họ mua lại 3 tỷ đô la trái phiếu hiện tại. Ngay thời điểm này các bạn thấy được là cái credit default swap đó, nghĩa là cái hợp đồng bảo hiểm à, lỡ như mà Credit Suisse bị à, phá sản đó, thì vẫn nặng mức rất là cao. Mọi người đều à, đang nghi ngờ về Credit Suisse. Cái sự lo lắng nó không còn tột độ như là hồi cuối tuần qua nữa nhưng mà sự lo lắng là vẫn là còn. Mọi người bây giờ chỉ chờ đợi 20 ngày nữa xem tình hình ra sao mà thôi. Tại vì nếu như mà Credit Suisse cùng với lời đồ chỉ ban phá sản đó, thì nhiều người nghĩ sẽ dẫn đến uh, cái uh, nguy cơ rất lớn cho thị trường tài chính tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin này với các bạn khi mà có thêm uh, tài liệu và một trong lý do tại sao mà Credit Suisse uh, gặp nhiều vấn đề khó khăn trong tài chính là tại vì uh, họ cũng là một trong những ngân hàng mà dính vào uh, cái scandal của một cái công ty quản lý tài sản có tên là HIOS -E thực ra cũng không biết cái chữ này đọc ra sao nữa các bạn thì theo thuận đọc đó là đây là một trong những công ty mà cũng vay mượn một số lượng tiền lớn từ ngân hàng trong đó có ngân hàng Swayde Swiss và cuối cùng đó thì họ đã không có thể trả được cái số lượng nợ margin đó lên tới con số là 5 tỷ đô la và điều thường muốn các bạn thấy đây đó là tất cả những gì mà mọi người thường hay chỉ trích thị trường crypto đó đều xảy ra trong thị trường tài chính chứ không phải là không có đâu các bạn điều này không có nghĩa là những cái à, sự kiện này là chúng ta có thể bỏ qua hay là ta có thể chấp nhận được không phải là thường nói là ồ ừ, điều này cũng có trong thị trường tài chính cho nên không sao không phải đâu cái thường muốn nói đây với các bạn đó là nhiều người thích chỉ trích là trong thị trường crypto chúng ta có nhiều những cái à, sự kiện như là chúng ta nói tới gần đây đó là Trio Castle phá sản à, hay là chúng ta nói tới những cái sự kiện liên quan tới lừa đảo rất poor vân vân thì ở trong thị trường tài chính cũng có những sự kiện đó thậm chí là có thể lớn hơn nữa nhưng mà như người thì à, họ không thích crypto họ chỉ thích chỉ thích cái phần đó mà thôi nhưng mà họ lại quên đi là trong thị trường tài chính chúng ta cũng đối đầu với những nguy hiểm đó điều mà chúng ta cần có để chính là lực rõ ràng hơn yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a